Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Đang trên đường vận chuyển ma túy từ tỉnh Cao Bằng sang Trung Quốc để tiêu thụ, Ly Mí Chứ và Thỏ Mí Say đã bị lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện bắt quả tang. Tại quốc lộ 4C đoạn đi qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Ly Mí Chứ và Thỏ Mí Say bị bắt giữ cùng với tang vật là 10 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 3,4 kg, 3 điện thoại di động và 1 xe máy. Đồng thời lực lượng Công an cũng đã bắt giữ đối tượng Ly Vảng Dình là anh trai của Ly Mí Chứ khi đang chỉ đạo từ xa tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hai vụ, 4 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm đã bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Tang vật thu giữ là gần 140 kg pháo nổ, hơn 5.000 bao thuốc lá điếu. Trước đó, thông qua vụ bắt giữ xe ô tô chở gần 140 kg pháo trái phép, cơ quan công an bắt Nguyễn Văn Sơn, Phùng Tấn Nhi, Đinh Quốc Trung cùng chú quận Ngũ Hành Sơn. Các đối tượng khai mua pháo từ Gia Lai về bán. Cùng thời gian trên, Đặng Hồng Hải, chú Quảng Ngãi, đang vận chuyển 5.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi tiêu thụ, cũng đã bị công an thành phố bắt quả tang. Ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp xe máy xảy ra tại khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm đã vào cuộc nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Đỗ Văn Kiểm, 30 tuổi và Lê Anh Đức, 22 tuổi đã thừa nhận rạng sáng ngày 28 tháng 12 đã cướp chiếc xe SH của một thanh niên nhưng bị nạn nhân đuổi theo nên vụ cướp bất thành. Hai đối tượng cũng thừa nhận chỉ trong tháng 12 năm 2023 đã gây ra 4 vụ cướp điện thoại và xe mô tô khác trên địa bàn huyện Văn Lâm. Hàng chục con bạc đang tụ tập chơi tài xỉu ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá thì bất ngờ bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an bắt giữ 24 đối tượng, tạm giữ gần 120 triệu đồng, một bộ tài xỉu và một số tang vật khác. Tụ điểm này do Nguyễn Dư Trung, chú thành phố Rạch Giá đứng ra tổ chức được hơn một tháng nay. Săn bắn động vật thuộc danh mục quý hiếm, Hà Văn Xuôi, 34 tuổi, tạm trú tại huyện Lạc Dương, đã bị Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi săn bắn động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Kiểm tra nơi ở của Xuôi, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng săn và 43 sản phẩm nghi từ động vật hoang dã. Xuôi khai từ tháng 4 cho đến đầu tháng 11 năm 2023 đã đi theo đường mòn trong rừng để tìm chim và các loại động vật hoang dã săn bắn. Thịt và xương các động vật săn được Xuôi chế biến nấu ăn, còn chân và bộ phận sinh dục đem ngâm rượu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 20 giờ. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.